Rồi quý vị ơi, bonsai tiếp theo là bonsai 251 nha, một cây sâm hương nha, 450k bao ship toàn quốc. Cây này đế rất là đẹp nha, nó rất là đều nha, toàn thân nó là chĩa ra hết, bốn phương đều có nhánh hết trơn nha, mặt nào cũng có nhánh đó, nên là đầy đủ hết trơn, chơi Malaysia là ok luôn nha. Đó, cái tàn thiên nhiên á. Rồi cái bàn tay tôi đây nha. Rồi quay mặt sau cho quý vị xem ha. Rồi mặt sau nha. Đó mặt sau của nó đây, đế đều ra đây luôn rồi nha. Đây còn cũng rễ nữa nè nha. Đó nè, đó người ta có sắp đế rồi nha quý vị nè. Đó cây này rất là to nha quý vị. Rồi 450k nha, anh nào quen nhận cây trả tiền, lạ là ship có, lạ là phải chuyển khoản trước nha. Đó cái bàn tay từ đây. Rồi kết thúc nha quý vị, xuống luôn bây giờ.